Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Các bạn ấy chơi đi. Bạn ấy chơi đi bạn ơi. 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 Con nhà đường. Con nhà đường. Con nhà đường. Ok, có mạng nhá. Ngon. Có một keo ok. Mình sợ quá cơ. Huy Nhi mới là người có mạng đầu tiên chứ. Mình cũng mới có ăn kill thôi các bạn ơi. Đồ. Chúng ta đã là địch thủ với nhau rồi. Quá nhanh luôn. Nhà trắng có người nhá. Anh em nhà trắng á? Đây có lưng không? Đây. Như là mình thấy nó rồi bạn ơi. Bạn ơi, có lên. Nó nốc rồi bạn ơi. Không cần bạn ăn đâu, sát thủ à? Bạn ăn quá nhiều mạng rồi, sát thủ ơi. Ê, bên trái. Bạn chỉ là người thừa mà thôi, sát thủ ơi. Các cậu lại làm gì vậy? Mình có làm gì đâu bạn. Mình có đang sợ chết đây này bạn ơi. Wow, các bạn bắn như một con súc vật vậy. Mình cầm Tamat giết người luôn, ở tầm gần luôn nha các bạn. Gắt, các bạn bắn như những con súc vật vậy. Mình không thể tin được. Đây là những người đồng đội của tôi sao anh em? Không thể tin được anh em ạ. Chúng ta chỉ là những con thú bị giam cầm thôi, cậu nên nói giảm nói tránh như thế chứ. Đâu no, bạn ơi. Thật là súc vật. Súc vật. Đừng căng. Hi. Đi xe các bạn ơi, đi xe thỏ siêu tốc các bạn này. Không, mình thích đi xe Gold các bạn ơi. Xe này trông thật rẻ tiền. Cái xe khuyến mãi có khác anh em ạ. Làm sao mà sánh được với xe vùng quê may mắn. Xe này 600 kim cương ấy bạn. Bạn cứ đùa. Đâu bạn ơi, xe khuyến mãi. Nạp 600 kim cương được tăng. Đấy, bạn ạ. Ê, Hồ Nhi ơi. Lên xe. Ốp đi bộ. Nhanh. Đi bộ đây. Ở đây tiền xăng nó vẫn chạy. Xe dừng tiền xăng nó vẫn chạy đều. Bye bye các bạn, mình sẽ đi ăn nâng giáp. Ơi, đừng giảm tiền như vậy. Này, tính đố cậu ăn được không? Wow. À đồ, không thấy xong. Wow. Dựng mong ca đi, Hồ Nhi ơi, dựng mong ca đi Hồ Nhi ơi. Để sát thủ ăn mất rồi. Sát thủ ơi, bạn thật rẻ tiền. Bạn thật rẻ tiền, sát thủ ơi. Mình chỉ bị ăn cái nâng giáp thôi anh em ạ. Vậy mà chúng nó không cho mình ăn anh em ơi. Sát thủ ơi, bạn là con người rẻ tiền. Bạn là con người rẻ tiền, sát thủ ạ. Xuống xe sát thủ ơi. Bạn đi đến đâu, xe nổ đến đó. Bởi vì bạn quá rẻ tiền. Mình chỉ muốn ăn một cái nâng giáp thôi nhưng các bạn không cho mình ăn. Các bạn thật rẻ tiền, à đâu, sát thủ không cho mình ăn. No, cái nâng giáp đã đá đổ tiền anh em rồi. Không, không sát thủ ơi. Cái nâng giáp đã đá đổ tiền anh em rồi, sát thủ ạ. Có chuyện gì vậy cậu? Chúng ta nói anh em. Wow. Wow, con đi bất lực và quyết định con tờ heo anh em ơi. Thật là thú vị. Máy của tôi nó vừa bị ping cao nữa, đậu xanh. Máy tôi ping vẫn đâm ok. Đâm ra lại đứng anh em ơi. Chán thế nhỉ. Wow. Có MP10 các bạn này. Not MP10 bạn ơi. Có shotgun rồi. Có mình cũng không chỉ bạn ơi. Đừng làm thế bạn ơi. Bởi vì bạn phải tự đi kiếm nhá. Đừng cầu xin vào sự trợ giúp của đồng đội, sát thủ ạ. À. Wow. Đúng rồi. Bạn tự ké được mạng thì tự đi kiếm súng đi. À đồ, mình có ké mạng nào? Cậu đùa. Nhưng bạn ké cái nâng giáp của mình. À đồ. Trời ơi, xe đi đôi mà. Sao cậu lại no. Đi bộ nhá. Cậu thật rẻ tiền. Đừng rẻ tiền nữa sát thủ ạ. Mình có làm đâu, gì đâu. Làm gì đâu. Mình có đang sợ chết đây này bạn ơi. Xe đón cậu, cậu lại phá xe. Sao cậu lại làm no. Như vậy? Bởi vì bạn đã ăn cái nâng giáp của mình. Cái nâng giáp đã đá đổ tiền anh em rồi bạn ơi. Ba con xe, cái giá hơi đắt cậu. No. À, Hôn Nhi. À. Trong khi đấy Hôn Nhi ý mình bán mạng. À, được. Hôn Nhi đang trong cái thời thế mà là hỗn loạn thì nhân cơ hội là ông này đã kiếm cho mình một cái mạng rồi, hay quá. Hôn Nhi ơi, đừng rẻ tiền nữa. Luôn. Đừng rẻ tiền nữa các bạn ơi. Hôm này chắc còn người nhá, anh em nhá. Ui mì này. Không, mình nghĩ là chỉ còn cái lưỡi dài của Hôn Nhi mà thôi. Đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy. Mà lưỡi dài Hôn Nhi liếm mạng không chớp mắt. Wow. Hôn Nhi đi để lại một đống hòm sắt đi qua.
Tốt nhất giờ xuống thôi bạn sĩ ơi. Giờ này không dành cho chúng ta đâu. Wow. Hôn Nhi làm gì vậy? Hôn Nhi giả vờ bắn để cho đồng đội chạy lên. Hôn Nhi rẻ tiền. Hôn Nhi đánh lừa đồng đội. Nhân cách đi con người mà các bạn. Buồn quá. Tại sao vậy? Không, tại sao các bạn chưa rẻ tiền vậy các bạn ơi? Hẳn là bơm đều. Gắt. 3:45 kìa. Đi thẳng đi nào. Sắp sáng rồi. Ok ok. Ô, à đây đây đây, thấy chưa? Bây giờ. Wow. Có lẽ cái này không dành cho mình anh em ạ. Wow. Sát thủ ơi, bạn đừng chết nhé. Các bạn yên tâm, mình biết là có các bạn đằng sau, chúng ta sẽ là một team tốt. No. Không. Chúng mình sẽ nhìn bạn, chúng mình sẽ nhảy không cứu bạn. Hi. Nước mắt lệ rơi. Nước mắt anh rơi trò chơi. Trò chơi không kết thúc. Wow. Wow. Gì vậy? Bạn có được gì vậy bạn ơi? Hấu da. Wow, tiếng nạp đạn. Mình nghe quá quen thuộc rồi nha bạn. Cũng khá là ok, cậu dùng tạng cũng được. No. Tại sao vậy? Quần quề. Bạn làm gì vậy? Ủa, lấy cái mũ cậu. Wow. Mình đang sử dụng bạn mũ. Bạn nghĩ anh em chúng ta rẻ tiền như vậy sao? Các cậu ơi. Dựa tấm băng Hôn Nhi, dựa tấm băng Hôn Nhi. Ông còn bao keo không? Có một keo không Huynh nhỉ? Dựng lên. Các bạn rẻ rách. Oh. Wow. Huynh nhỉ, vứt cho mấy quả bằng keo nào Huynh nhỉ? Huynh nhỉ, có một keo không Huynh nhỉ? Hết rồi. What the hell? Bạn lại lãng phí bom keo quá cơ. Mà các bạn lại rẻ rách như vậy. Chỉ là một cái bộ sửa chữa giáp thôi mà. Đấy là Huynh nhỉ rẻ rách chứ. Mình có làm gì đâu. Đây là cái bộ sửa chữa giáp thứ 3 rồi, sát thủ ạ. Không phải là một bộ nhá. Mình sẽ lên livestream của cậu và mình cắt cái đoạn cậu nói ra. Huynh nhỉ, dựng bom keo. Wow. Đâu mình có làm gì đâu, mình có đang sợ chết đây này bạn ơi. Thú vị quá mà. Các bạn là mình cảm giác cảm động quá nhỉ. Các cậu làm mất hết một băng tiểu liên rồi đấy nhờ hành động. Bởi vì cậu rẻ tiền, cậu đã dùng tiểu liên cậu bắn bom keo. Còn máu có đã anh em ơi. Thế thì mình phải để các cậu thở xuống đất, để mình nhét mình xuống đất. Không có chuyện đấy nào. Sát thủ ơi, bạn đừng rẻ tiền nữa được không? Please. Hãy đắt tiền lên đi bạn. Team của chúng ta xứng đáng được đắt tiền mà bạn. Ok cậu. Sao cậu lại làm thế luôn đi? Đi bộ đi. Đi bộ tập thể dục. À, đi bộ tập thể dục. Mình lô xe 4 là chúng xe 4. Lô xe 2 chúng nó bắn còn dễ hiểu. Lô xe hẳn xe 4 chúng nó vẫn bắn. Bởi vì là cậu rẻ tiền mà, sát thủ. Nên là bọn mình bán xe đúng rồi. Mình tưởng các cậu rẻ tiền với các cậu mới bán xe chứ. Mình cầm xe là đó các cậu, sao các cậu làm no. như vậy? Chỉ vì chúng mình đắt tiền nên là chúng mình mới bán xe bạn ơi. Các xe mạo hiểm các bạn ơi. No. Nó có xe mạo hiểm đây. Ở đây có gì ấy. Vui. Bạn thính à? Ok, đu thì đu. Mình lại sợ các bạn quá cơ. Đây go nhé em ơi. Ủa thì ấn nhầm vào game. Nhìn cậu đã đu đến rồi à? Wow, các bạn làm gì vậy? Ui, các bạn lại có mạng gì à? No. Đi đã đu đến rồi à? No các bạn ơi. No các bạn ơi. Đu đến rồi à? Ui, no các bạn ơi. Nó đã bị gục rồi các bạn ơi. Tại sao vậy? Nó bị gục rồi mà anh em. Anh em của tôi. Các bạn làm gì vậy? Wow. Đấy, các bạn ơi. Các bạn đừng như vậy được không? Please. Wow. Những người anh em của tôi ăn ghê quá cơ. Những người anh em có mạng thiệt. Gọi là những còn người anh em thiệt mạng. Còn mình không kill các bạn ơi. Thế thì cậu đúng là người anh em thiệt mạng theo nghĩa đen rồi. Mình không kill các bạn ơi, mình buồn ghê ta. Không kill. À đâu mình một kill. Đấy, mình chỉ thử lòng thôi. Mình chỉ thử lòng đồng đội thôi anh em ạ. Đấy thử lòng đồng đội mà sát thủ nó cười tôi anh em ạ. Wow, đồng đội tốt ở đây. Thử lòng đồng đội và ký kết. Chị ơi, lên xe bạn ơi. Lên xe no, bạn ơi. Em
lên con xe rửa rách của bạn làm gì? Mình xứng đáng được ngồi lên con xe Golf, mình thích con xe Golf sang trọng cơ. Đâu, xe này nó còn sang trọng hơn xe Golf mà cậu. Lên no. Xe ôi cậu ơi. Có no. Xe gì đi xe đấy đi, đã ăn mày còn đòi ăn xôi gấc. Nhấn chọn nữa. À, bạn vừa nói gì cơ? Bạn vừa nói gì cơ? Bạn vừa nói gì cơ? Wow. Bạn vừa nói gì cơ? Cậu chê mình rẻ tiền. Wow. Cậu chê mình rẻ tiền. Oh. Các bạn chê mình rẻ tiền. No. Chí kèo. Kỷ lục phá xe. Kỷ lục phá xe của đồng đội. Wow, sát thủ ơi, mình biết cậu định làm gì. Sát thủ ơi. Mình biết cậu định làm gì, sát thủ ơi. Mình muốn rời khỏi cậu, đánh cha mình ra, get out. No. Bạn định lấy xe đi ăn mạng đúng không? No. Mình sẽ không để cậu chạy bạn ơi. Sao tội làm như vậy? Bởi vì cậu ăn quá nhiều mạng, lưỡi cậu quá dài. Hãy gọi sát thủ là ma lưỡi dài. À đồ. Mình tự ăn mạng mà lưỡi dài là vét mà. Cậu là cái thằng chuyên phá xe mà. Sau này cậu sửa xe, tốn xe vết. No. À, sao các bạn chạy theo hướng đấy vậy? Mình sẽ phá xe à? Sát thủ ơi! Sát thủ ơi! Bạn không thể làm gì được. Cậu thật dẹp tiền. Bạn sẽ không thể đi xe, ok. Mình sẽ phá xe. Cậu chặn họng mình rồi. Mình buồn. Wow, thì những cái anh em ơi. Đầu chặn game bây giờ chưa biết cảm giác đi xe là thế nào. Khi mà đi cùng xí kẹo. Bởi vì lưỡi cậu quá dài nên là mình đã phá xe. Hello các bạn và chúc các bạn xem live vui vẻ nhé. Wow. Các bạn đều S tính năng Kelly à? Sao các bạn chạy nhanh vậy? Wow. Kelly level 6. Wow. Wow, chỉ là ở tụi em thôi mà. Sát thủ ơi. Tại sao cậu rẻ tiền như vậy? Sát thủ ơi, cậu đừng rẻ tiền nữa cậu ơi. Bình thường cậu nhớ rằng ai đó đã nhưng mà có đâu. Nhớ ra của mình. Cậu ấy nhớ là no. Nhưng bạn đã ăn được 3 bộ sửa chữa giáp, còn mình thì đâu ăn được bộ nào. Đấy, vậy ai mới là người rẻ tiền? Bạn hãy nghĩ lại đi. Không. Ai là người rẻ tiền? Wow, các bạn làm gì vậy? No, các bạn lại có mạng rồi. No. Headshot, ok. Headshot, ok. No. Headshot, ok. Sát thủ mới là thằng lễ dài, bạn ơi. Nhìn lễ vừa thôi, sát thủ mới là lễ dài. Này, tự nhiên thấy cái thùng phi nó ngồi đấy. Tài thật. Wow. Không có tự nhiên thấy đây phi nha. Cả ghê ta. Không có tự nhiên đây nha. Con nhìn chắc nãy giờ phải ăn được 6-7 kill rồi các bạn. Trong khi mình 1 kill các bạn ơi. Như vậy sát thủ 6-7 kill rồi à? À sát thủ 8 kill rồi cả. Wow, gắt anh em ạ. Thế thì gắt rồi anh em ơi. Mới được một nửa thôi. Thế thì nó lại gắt quá rồi anh em ạ. Bên này hết người rồi. Sao chúng ta chơi game funny cảm giác nó dễ nhỉ? Nếu bạn ơi, bạn ăn quá nhiều mạng rồi. Mình not funny. Funny cái gì? Mạng nào đâu. Mình không bao giờ thấy wow. Funny đâu. Mình có bao giờ thấy funny đâu các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn đừng bắn nó. Hãy tha cho nó một cơ hội sống đi các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Hãy tha cho cái địch đi các bạn ơi. Các bạn ơi, đừng bắn cái địch được không, please. Ui. Mày sao mẹ nổ súng. What the hell? Ghê vậy anh em. Các mẹ này nổ súng cái thằng ngu này. Mày nổ súng, sao mẹ nổ súng thằng ngu này. Đậu xanh. Wow. Đậu xanh. What the hell? Sát thủ nó ăn rồi anh em ơi. Thôi, mình đi chết đây các bạn ơi. Mình đi chết đây các bạn ơi. Đồ đồ. Wow, đã còn người cả. Sát thủ đai. Sát thủ đai anh em ơi, sát thủ đai anh em ơi. Hãy đai đi sát thủ ơi, đừng sống nữa bạn ơi. Sống làm gì cho chặt đất ra sát thủ ơi. Wow. Sát thủ đai cho em ơi. Xin chào anh em ạ. What the hell, gắt. Thế thì gắt rồi bạn ơi. Bạn chơi gắt quá rồi, mình one kill rồi bạn ơi. Wow, Hô Nhi ơi, Hô Nhi ơi, Hô Nhi ơi. Hô Nhi ơi. Cái giá phải trả của Hô Nhi ở đây rồi anh em ơi. Ý mỉm ăn mạng này. Cậu ở đâu? Mình đến. Ê bạn ơi. No 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 no. No bạn ơi, no bạn ơi, mình mới có một kill thôi bạn ơi. No. Mình không muốn đi cùng bạn. No. Mình sẽ bot cho à. No bạn ơi, no bạn ơi, no bạn ơi, mình không cần đâu, mình không cần đâu, mình không cần đâu. Wow. Mình không cần đâu anh em ơi, mình không cần đâu anh em ơi. Wow. Mình dựng băng keo cái đã. Ok ok. Bây giờ ngoài, bây giờ ngoài. Đậu xanh. Tôi có mấy thằng nữa thôi anh em ơi. Tôi có máu cái đã. Ok
chạy bò, chạy bò anh em ơi, chạy bò anh em ơi. Wow. Sát thủ ơi, sát thủ ơi. Ui. Đây 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 bạn ơi, đây bạn ơi, đây. Đây, có cứu ngay, có cứu ngay, có cứu ngay. Dựng băng keo lại bạn ơi, chúng nó cứu nhau hết cả rồi. Chỗ nhà của người á, ôi tôi hết băng keo rồi. Trong nhà gỗ mình chết cũng người ấy nhá. Gỗ gì có. Wow, chúng nó bắn nhau kìa. Đây mình có phóng liệu này, à mình có cái bắn điện này. Ok ok. Cậu lấy bông keo mình chưa, cậu hai quả nhá, mình có bốn. Đây đây, vứt qua đây, vứt qua đây, vứt qua đây. Đây. Các bãi chợ ông ạ. Đây đây đây. Đây có ạ. Giờ bạn đây. Wow, chúng nó có liệu quả. Thắm thiết. Từ khi Hôn Nhi đai thì từ đồng đội có vẻ thắm thiết rồi bạn ơi. Nó chạy này. Đậu xanh mày chạy à? Mày chạy à? À mày chạy à? Mình có lợi thế hơn. Đâu mình cũng thế đâu bạn ơi, mình cũng thế đâu bạn ơi. Tại thế đách gì đâu, vẫn thế mà. Qua cái đậu xanh đang chạy à? Mày chạy à? Qua bạn ơi, ui nó bắn đâu mình rồi. Ui. Hai đứa cứu nhau cả ghê vậy. What the hell? Mày không cứu mình à? What the hell? Adu. Dựng băng keo nhưng không cứu anh em ơi. À. Nhưng mà lúc đấy bọn đã thu vào đầu, bạn vẫn đủ thời gian để cứu bạn ơi. Anh em ơi. Không cứu anh em ạ. Adu, gắt được. Sát thủ ơi. Mình không tin được bạn là con người rửa tiền như vậy. Anh em ơi. Nhưng mà lúc đấy Bo chưa thu vào bạn ơi, dựng tấm băng, nhưng bạn không cứu bạn ơi. Lúc đấy Bo đang chưa thu đến người. Đúng rồi, bạn thấy địch chạy, bạn bắn ngay. Wow. Mình thọt, mình thọt đấy. No bạn ơi. Đỉnh gót thọt. No bạn ơi. Mình với Hân Nhi đã bị bạn chơi đều cho trận này. Mình thật sự buồn. Ô, chết rồi, nhầm xuống luôn. Wow, bạn hãy đi chết đi. Bạn hãy đi chết đi sát thủ ơi, bạn đừng sống làm gì nữa. Đừng cậu, các cậu lại rủa mình. Nhau mà. Bạn chơi quá rẻ tiền rồi, bạn đi chết đi. Sát thủ. Sát thủ là chuyên gia bô kích cậu ạ. Wow, mình chết đi bạn ơi. Ui giời ơi, ui giời ơi. Chết mày chưa cho mày chưa. Đấy anh em ạ. Thanh niên gọi là suốt ngày chơi bẩn với đồng đội và cái kết. Đáng chết bạn ơi. Mình có chơi bẩn đâu, mình cứu cậu. Rẻ tiền thay. Cứu đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.